Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn mình đến hôm nay là phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Chỗ bạn Kiệt chúng ta gặp để giao lưu nha các bạn, xin mời. Rồi, chào Kiệt ơi. Em chào anh, chào toàn thể của bác anh chị trên cả nước nha các bác anh chị. Rồi. Lời nói đầu tiên em xin chúc các bác anh chị một ngày làm việc thành công, vui vẻ bên người thân gia đình nha các bác anh chị. Rồi, ok. Hôm nay lý thứ hai em cũng gửi đến các bác anh chị một số phôi trang đỏ, trang vàng lá chung. Rồi, xin số điện thoại ạ. Dạ, số điện thoại của em là 0918 864 850, cũng là số Zalo em nha các anh chị. Rồi, ok. Số 1 này mình bán 2 cây hay sao ạ? Dạ, mình bán cặp nha các anh chị. Cặp. À, cái này là số 22. 22. 22. Dạ. Rồi, xây luôn. Cái này là nó một bộ đế đặt hết nha các anh chị. Trang vàng lá chung nha các anh chị. Trang vàng lá chung. Dạ. Nó có cái dáng bonsai này hay lắm nha các anh chị. Nguyên một cụm lớn lắm nha các anh chị. Em đo bậy nha các anh chị. 37 của anh chị ơi. Rồi, 37. Cái cốt lớn 13 nha các anh chị. Rồi. Cái bệ dưới 21 nha các anh chị. 21. Cái thân đại diện 13 nha các anh chị. Rồi, ok. 46 chiều dài nha các anh chị. Rồi, chiều cao này là 57 nha các anh chị. Rồi, mã số 22 giá luôn. Rồi, mã số này 22 này em giao lưu với các bác anh chị là 2.500.000 nha các bác anh chị. 2.500.000. Rồi, một cặp mấy anh ơi. Dạ. Rồi, đổi luôn. Vậy các bác. 23 lên. Mã số 23. Rồi. 23 này cũng là trang vàng lá chung nha các bác anh chị. Rồi, 23 mấy anh ơi. 23. Em cũng mới về bãi mới nha các anh chị, mong các anh chị ủng hộ nhiệt tình nha các anh chị. Rồi, em đo cái cũ nó cũng đặc nha các anh chị. Cây này già cây dữ lắm nha các anh chị ơi. Nó lên nu hết trơn rồi. 29 các anh chị. Rồi, 29. Một cái thân đại diện nha các anh chị. 15 các anh chị ơi. Rồi, 15 anh ơi. Chiều cao bonsai của nó là 43 nha các anh chị. 43. Rồi, cái này mình vô chậu 5 nha các anh chị. Chậu số 5. Dạ, trang vàng lá chung nha các anh chị. Rồi, giá luôn. Em có giá cây 23 này là 1.800.000 nha các anh chị. 1.800.000 miễn phí ship bên đây. Quốc. Rồi, đổi luôn. Okay, lấy dán anh. Rồi, 24. 24 này nó có trang vàng lá chung luôn nha các anh chị. Nó có cái form đẹp lắm nha các anh chị. Nó nhiều nhánh, nhiều cây. Mã số 24 anh ơi. 24. Trang vàng lá chung nha các anh chị, nó có bộ đế đặt nha các anh chị. Đặt đế hay lắm nha các anh chị. Rồi, 47 anh ơi. Nói chung mình đo chiều cao đi các anh chị. 50 của anh chị. Rồi, 50. Tán ngang của nó là 50 luôn nha các anh chị. Ok. 45 các anh chị. 45. Rồi, cây 24 này em giao lưu với các anh chị là 2.500.000 các anh chị. 2.500.000 mã số 24. Rồi, 25 lên. Lại vô hả? 25 mấy anh ơi. Em lâm này là trang vàng lá chung luôn nha các anh chị. Nó có nguyên một củ đế bự lắm nha các anh chị. Dáng bonsai lùng lực các anh chị ơi. 25. Đây nó đặt khừ hết nha các anh chị. Rồi, thông số của em 25. 50 của anh chị ơi. Rồi, 50 mấy anh ơi. Cái thân to của nó là 14 nha các anh chị. 14. Chiều cao nó là 30 của anh chị ơi. 30. Này mình vô chậu 6 nha các anh chị. 6 tấc. Rồi, cây 25 này em báo giá với các anh chị là 3 triệu nha các anh chị. Trang vàng lá chung. Rồi, mã số 25 3 triệu mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. 26. Cũng là trang vàng lá chung nha các anh chị. Rồi, 26 mấy anh ơi. Nó có bộ đế quái của anh chị. Cái này em đo gom cụm đại diện thôi các anh chị ơi. Rồi, cụm nó 40 của anh chị. Rồi, 40 cao. Chiều cao 48 nha các anh chị. Rồi. Rồi, cây 26 này em giao lưu với các bác anh chị là 1 triệu nha các anh chị. 1 triệu chẳng mấy anh ơi. Rồi, cho cây 27 lên em. Rồi, 27 lên luôn.
mã số 27. Tiếp tục là trang vàng lá chung luôn nha các anh chị. 27 mấy anh ơi, rồi xoay luôn. 27 này nó có một bệ dính liền nhưng mà nó tược lên hai thân nha các anh chị. Hai thân này to nha các anh chị. Đây. Khỏe cây nha các anh chị ơi. 27. Em đo cái cụm ở dưới nha. Cụm dưới là 23. 23. Một cái thân nó là 15 nha các anh chị. Rồi, 15 mấy anh ơi. Hảo thân bên đây cho các anh chị luôn. 14 nha các anh chị. 14. Chiều cao 46 các anh chị ơi. Mình vô chậu 4 tấc rưỡi nha các anh chị. Số mấy? 27. Em Zalo với các anh chị là 1.700.000 nha các anh chị. 1.700.000 mã số 27 mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi, 28. 28. Mã số 28 mấy anh ơi. 28 là mai vàng nha các anh chị. 28. 28 này nó có bộ đế nó cũng lực nha các anh chị. Mấy cái thẹo này thì không có, cô bác anh chị yên tâm em bôi keo là ok hết nha các anh chị. Tại em mới làm chưa có bôi keo. Chút em bôi liền. Đây. Không có vấn đề gì nha các anh chị. Nó cái thân lắc lượng cũng hay lắm nha các anh chị. Rồi em cho thông số. 28 anh ơi, 28. 43 của anh chị. Rồi, 43. Chiều cao 46 nha các anh chị. Rồi. Hoành đế nó 50 nha các anh chị. 50. Rồi mình vô chậu 6 tấc các anh chị. 6 tấc luôn. Cái này em giao lưu với các anh chị là 2 triệu chẳng nha các anh chị. 2 triệu đồng mã số 28 anh ơi. Em bao ship toàn quốc nha các anh chị. Rồi, đổi luôn mấy anh ơi, 29 lên. Mã số 29. Này là lô giá rẻ thanh lý nha các anh chị. 29 mấy anh ơi. Trang vàng luôn nha các anh chị. Nó có bộ đế cũng hơi quái nha các anh chị. Nhiều cộng lực lắm nha các anh chị. Đế 24 giờ. Cái này mới về tới em làm chưa kịp. Mã số 29. 33 của anh chị. Rồi, 33. Cao luôn. Rồi, chiều cao nó 75 nha các anh chị. Rồi, ok. Rồi, cái này mình vô trụ 6 nha các anh chị. 6 tấc. Cái này em giao lưu của anh chị là 1 triệu nha các anh chị. 1 triệu đồng anh ơi, mã số 29. Rồi, xuống luôn. 30. Rồi, mã số 30 mấy anh ơi. 30 này nó có gián thú nha các anh chị. 30. Cũng là trang vàng nha các anh chị. 30 mấy anh ơi. Bộ đế lực nha các anh chị. Rồi em đo cái bình thân. Nó nu hết rồi nha các anh chị ơi. 22. 22. 43 nha các anh chị. Rồi, ok. Cái này mình vô chậu 5 nha các anh chị. Chậu số 5. Mai này nó già lắm mà nó nu hết nha các anh chị. Rồi cái này em báo giá với cô bác anh chị là 1.200.000 nha các anh chị. 1.200.000 mã số 30 mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Rồi 31. Mấy anh ơi. Mốt này là trang vàng giảo vườn mình nghe các anh chị. Mai giảo nghe các anh chị. Mai giảo 12 cánh nghe các anh chị. Bông lớn các anh chị. 31 nha mấy anh. Bộ đế lực nghe các anh chị. Rồi, 31. Rồi, bây giờ em đo thông số chứ đêm ghi sao. 45 các anh chị. Rồi, 45. Chỗ hiện tại nha. 28 các anh chị. 28 luôn. Cao. Chiều cao nó là 82 nha các anh chị. 82. Bầu đế nó là 148 nha các anh chị. 148. Mã số 31. 31. 31. Dạ. Yeah. Mã số 31 này em giao lưu với các anh chị là 7 triệu nha các anh chị. 7 triệu mấy anh ơi. Bầu đế lực nha các anh chị. 7 triệu.
cái lỗ này là nó quá đá nghe cô bác anh chị, không có vấn đề gì nghe cô bác anh chị. 7 triệu mấy anh ơi, rồi đổi luôn 31 xuống 32 lên. Mã số 32, chờ đợi chút xíu mấy anh ơi, thông cảm giùm. 32 32 mã số 32 trang vàng nha các anh chị. Cái này nó có bộ đế cắm xuống cũng lực nha các anh chị. Rồi đo luôn mai nha, mai coi mai vàng nha các anh chị. 32 các anh chị ơi. Rồi 32 cao, chiều cao nó 47 các anh chị. 47 bầu đế nó là 73 nha các anh chị. Rồi 73. Rồi cái này mình vô chậu 5 các anh chị. Chậu số 5. Rồi cái này em giao luôn các anh chị là 1.300.000 nha các anh chị. 1.300.000 mấy nơi, mã số 32. Rồi đổi luôn 33 lên. 33. Mã số 33. Mấy nơi. Rồi. Mã số 33 của anh chị ơi. Này nó có một cái thân quái nè các anh chị. Mã số 33 nhóm anh, rồi thông số luôn. Để lực nha các anh chị. Phôi mai vàng. 39 nha các anh chị. Rồi 39 anh ơi. Thân bên đây nó 27 nha các anh chị. Rồi 27. Thân bên đây 22. Cao. Chiều cao nó là 47 các anh chị. 47. Rồi mình vô chậu 5 nha anh Tất nha các anh chị. Rồi xây luôn. 33 giá luôn. Rồi, báo giá cây 33 này 1.500.000 nha các anh chị. 1.500.000 mấy anh ơi. 33. Rồi đổi 34 lên. 34. 34, 34, 34. Phôi mai vàng luôn. 34. Bộ đế nôm nghe các anh chị. Đế đặc thù trong đây nghe các anh chị ơi. 34. 34. Có thằng quái nha của anh chị. Đây. 30 của anh chị ơi. 30. 59 nha của anh chị. Bầu đế nó hết. 140 của anh chị. 140 rồi, ok. Bầu 6 tấc. 6 tấc. Này mình vô chỗ 6 nha của anh chị. Cái này rồi. Mình vô lưu với các anh chị là 1.300.000 nha các anh chị. Mã số 34 anh ơi, 1.300.000. Miễn phí ship, rồi đổi luôn 35 lên. 35 anh ơi. Mã số 35. Coi số 35. 35. Mã số đặc biệt. Nó có thần quái nha các anh chị. Bộ đế nôm cắm thẳng xuống nha các anh chị. 35 nha mấy anh. Rồi. 24 của anh chị ơi. Rồi 24. Cao. Cao nó 56. 56 luôn. 5 tấc chậu nghe các anh chị. 5 tấc chậu. Bình đế nó là 115 nghe các anh chị. 115. Cây 35. 35. Như lưu với các anh chị là 1.200.000 nghe các anh chị. 1.200.000 mấy anh ơi, miễn phí ship. Rồi đổi luôn 36. 36. Phôi mai vàng luôn mấy anh ơi, 36. 36 này có bộ bộ đế quái nha các anh chị. 36 mấy anh ơi, 36. Quái gì cà na các anh chị ơi. Rồi đo em 36 luôn. Em đo một cái thân của nó. 26 các anh chị. Rồi 26 mấy anh ơi. Cái dòng cũ nó là 48 nha các anh chị. Rồi ok. Cao. Chiều cao 55 các anh chị ơi. Rồi mình vô chậu 5 tấc rưỡi nha các anh chị. 5 tấc rưỡi. Rồi 36 giá luôn. Rồi cây 36 này 1.400.000 nha các anh chị. 1.400.000 mấy anh ơi. 1.400.000 miễn phí ship. Rồi đổi luôn 37 lên. Rồi. 37 lên cây 37. 37. Luôn. Chờ trong giây lát anh ơi, 37. Chim lên, chim lên.
Rồi 37. Dày chút nữa đi. Đó, phát tài 37. 37 nha các anh chị, đặc biệt hôm nay có phát tài nha các anh chị. Phát tài luôn. Nó có một cụm nha các anh chị. Một cây phát tài một cụm luôn, một cụm năm thân ngũ phúc nha các anh chị. Phát tài. Cây này cũng già cây lắm các anh chị ơi. Tầm hai mấy năm, 30 năm đó các anh chị. Rồi, đo sao đây? Đo đại diện cái thân trước đi các anh chị. Thân thứ nhất là 36 nha các anh chị. Rồi, 36. Rồi đại diện thân thứ hai coi. 32 của anh chị. 32. Rồi, cao. Cao là 100 đi các anh chị nha. 100. Cái này mình vô chậu 6 tấc rưỡi nha các anh chị. Rồi xây luôn cây phát tài mã số 37. Rồi giá luôn. Rồi em giao luôn của anh chị là 2.500.000 của anh chị ơi. 2.500.000 mấy anh ơi, cây phát tài. Rồi xuống luôn. Xuống luôn. 38 lên. 38 38. Mã số 38. 38 cây trang đỏ lá chung luôn. Rồi. 38 anh ơi. Xây luôn, 38. Tròn vòng luôn. Lá chung bông màu đỏ. Rồi ok, không sao đâu. Cho chiều cao thử. Chiều cao 38. 38 chiều cao. Kéo chiều cao. Nó có form tặng dù luôn nha các anh chị. Hết dây các anh chị ơi. Hết thức dây, hết thức dây. Rồi ok. Này nguyên một bệ nó dính liền nha các anh chị. 55 của anh chị ơi. Rồi 55. Mình đo một cái thân đại diện của nó. 14 của anh chị. Rồi 14 anh ơi. Xoay luôn. Rồi giá của 38 luôn. Cái 38 này em giao lưu với của anh chị là giá là 3 triệu nha của anh chị. 3 triệu mấy anh ơi. 3 triệu. Trang đỏ lá chung nha của anh chị. 38. Rồi phụ đỏ luôn 39. 39 39. Ba mươi chín men ơi. 39. Cái này là trang đỏ lá chung nha các anh chị. Trang đỏ lá chung men ơi. Cái này em giao lưu lại nha các anh chị. Nó già cây lắm nha các anh chị. Cổ rồi, cây này cổ rồi. Vài chục năm mới các anh chị. Rồi em đo cái thân thứ nhất nha. 39 nha mấy anh. Nó dính liền nha các anh chị. 31 của anh chị. Rồi ok. Đo cái bệ cũ nha các anh chị. 50. 50. Chiều cao nó là 65 của anh chị. Rồi ok luôn. Cái này là chậu 6 tấc nha các anh chị. 6 tấc chậu. Rồi cái này em giao lưu lại với các anh chị là 8 triệu nha các anh chị. Mã số 39 8 triệu. Rồi ok, đổi luôn 40 lên. 40 mấy anh ơi. Cái này là mai vàng mình nghe của anh chị. Coi mai vàng. Có bộ đế quái nha các anh chị. Mã số 40. Rồi đo luôn. Thân nó là 21 của bác chị. Rồi 21 mấy anh ơi. Bộ đế nó là 83 nha các anh chị. 83. Cái này nó có chi cành đẹp nha các anh chị. 60 chiều cao của anh chị ơi. Rồi ok. Cái này mình vô chậu 5 tấc nha các anh chị. Rồi cái này em giao lưu với các anh chị là 1 triệu nha các anh chị. 1 triệu đồng chẳng, mã số 40 mấy anh ơi. Rồi đổi luôn, 41 lên. 41. 41 này cây tứ quý nha các anh chị. Tứ quý. 41. 41. Có dáng quái nha các anh chị. Cái này về mình để ghim thì để, không ấy mình ghép bo vô nghe các anh chị. Ghép đầy lọc hay là gì đó. Tùy theo các anh chị. Rồi mình đo cái thân của nó 21 nha các anh chị. Rồi 21 mấy anh ơi. 65 của anh chị. Rồi 65 luôn. Chiều cao nó 72. Rồi. Này mình vô chậu 4 tấc nha các anh chị. 4 tấc.
Rồi giá 41 luôn. Rồi cái 41 này em giao luôn của anh chị là 1 triệu 500 ngàn nha các anh chị. 1 triệu 500 ngàn mấy anh ơi, 41. 1 triệu 500 ngàn. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. 42. Hai này cuối clip nghe anh rồi. 42 mấy anh ơi, 42. 42. Cái này nó lùng lực có dán bay nha các anh chị. Khỏe cây đâm tược hết nghe các anh chị. Đây. Rồi, em đo cái thân nha. 30 các anh chị ơi. Rồi, 30 mấy anh ơi. Rồi, chiều cao là 43 nha các anh chị. 43. 72 hoành bầu nha các anh chị. 72 luôn. Rồi, cái này mình vô chậu 5 tấc nha các anh chị. Chậu 5 tấc. Rồi, cái này em giao lưu với các anh chị là 1 triệu chẵn luôn nha các anh chị. 1 triệu chẵn mấy anh ơi, mã số 42. Mã số cuối. Rồi, cũng cuối clip em xin kính chúc các anh chị một ngày làm việc thật thành công, vui vẻ bên người thân gia đình mình nghe các anh chị. Và mong các anh chị ủng hộ em tiếp tục nghe các anh chị. Em chân thành cảm ơn. Rồi, tạm biệt. Xin cảm ơn, tạm biệt Kiệt luôn. Hẹn gặp lại. Chúc sức khỏe.